piano, nghe nhạc và chơi với bạn bè. Như các bạn được biết thì cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng trở nên vui vẻ như chúng ta mong muốn. Nhiều lúc chúng ta sẽ gặp được những vấn đề lo lắng căng thẳng trong cuộc sống, giống như các bạn trong bạn phải nói vừa rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ phải làm thế nào? Tôi đã từng chịu trong những thời khắc như vậy, tôi cảm thấy rằng thực sự là mệt mỏi và không thể tin tưởng những điều xung quanh. Nhưng nếu như chúng ta cứ chìm trong sự lo lắng đó thì chúng ta sẽ không bao giờ thể hoàn thành công việc của mình. Thế nghĩ như vậy nên chúng tôi muốn tổ chức ra giúp đỡ các bạn có thể thoải mái hơn, lạc quan hơn trong cuộc sống. Loại hình đó mang tên Journey Hạnh Phúc. Trong ngày thứ nhất thì các bạn sẽ được đến với những khu nghỉ dưỡng của chúng tôi. Các bạn sẽ được nghe dạo, nghe nhạc, ngồi thiền và những thứ mà mình muốn để thư giãn. Nhưng với điều kiện là các bạn chỉ được làm việc đó một mình. Đến ngày thứ hai, sau khi các bạn đã suy nghĩ về những vấn đề mới, các bạn sẽ được đến với các chuyên gia tâm lý của chúng tôi. Ở đó các bạn sẽ được họ hướng dẫn giúp bạn giải quyết những thắc mắc, những khó khăn trong cuộc sống, lấy lại được tinh thần làm việc và có thể gợi ý cho các bạn dẫn đến con đường thành công cho chính mình. Đến ngày cuối cùng, các bạn biết trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những khoảnh khắc chúng ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ đưa các bạn trở lại khoảnh khắc đó tại thời điểm đó và gặp lại bạn bè, người thân, gia đình của mình. Tôi sẽ cho các bạn một ngày như vậy để các bạn có thể sống trong niềm vui vẻ. Và sau chuyến đi này, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ trở nên lạc quan hơn trong cuộc sống và có thể hoàn thành được tốt tốt công việc được giao. Tôi tin tưởng rằng điều này sẽ giúp cho nhiều bạn hơn nữa cảm thấy là lạc quan hơn, đỡ căng thẳng hơn và có thể tìm lại được niềm vui cho chính mình. Xin cảm ơn những gì các bạn.